Như là phải là nó đau mà mình nó rất là cầm quặn dơ vậy, nó rất là khó chịu mà nó Em bị lâu chưa? dạ bị rất gần được 2 năm. Mà ban đầu là sao? Bạn có bị té chổi cái tay có gì không? Không, mà nghe nói thì nói là bị giãn tĩnh mạch chỉ chỗ này mà thấy không không có hết nổi. Lên cho mượn coi giơ tay chút này. Đâu? Cái chỗ này thì lúc hồi trước thụt rửa thì khi mình cầm cái mình gạt cái nút thì nó rất là đau, khô bây giờ Đây. nó hết mà nãy còn đau mà nó nhú nó đau vậy đó. Đây nè. Dạ, cái đó này Đây nè. Thụt xương đây. Có ghi bên kia không? Hai bên như nhau nhưng mà cục bên đây bự hơn đúng không? Rồi 2 năm rồi sức khỏe chưa coi bây giờ có thực hiện được cái như đây hướng dẫn nào? Dạ mới coi thầy mới coi được thôi. Không mà ở đây hướng dẫn nhìn ăn được ngay chưa? Dạ nhìn chắc ăn nhịn được thầy mà chưa nhịn qua. Không bây giờ bắt đầu nhìn. Dạ. Tại sao biết không? Dạ. Tại vì cái này á, cái này á là do cái axit á, ở trong người nó tăng lên. Đau mặt tôi vẫn đau chứ gì đâu. Đau chứ. Ai da. Dạ thầy. Chút đó. Rồi. Không có, tôi muốn đang thử chị mà. Rồi gì chị làm bóp được rồi xong. Dạ nó bớt như gì? Không phải cái diện bớt thôi tại vì á cái axit nó tăng á nó mới vậy thôi. Được rồi, vậy năng có khí trùng lại. Sao sao hồi sáng cũng vậy, thấy là chỗ này nó bị bầm mất đi, nó vỡ mà nó cho nó có gì không này. Nó vỡ ngay tim nó chết chứ vỡ tay nó chết cái này chỉ ngồi nó cố qua chỗ này thầy. Dạ cũng sớm này đó axit tăng không sao đâu chuyện nhỏ, cái mạch nó vỡ lên sướng đi tránh cái việc suy tiền mạch nó dạ biết rồi, mình đã mới chơi mới được mình đã thì nhiều mới chơi mà cái suy giảm trong đường chân nhé là giống như là gì nói đó, tức là phải làm sao cho máu lưu thông, tại vì nó cái chân mình á là nó có 46 cái van tĩnh mạch vậy đó mà nó bị tắc mấy cái van đó, thành ra làm cho cái chân mình á nếu như mà đi bộ trong vòng 1 giờ hoặc là 2 giờ đồng hồ á là cái chân sưng liền, mà đi chân sưng lên á là đi không nổi. Đừng chắc chắn đừng nổi. Cho đó là khi mà áp dụng cái phương pháp mà nhịn ăn á, hút không khí trồn đá phải làm nghiêm túc nha. À, còn không cần trồn đá đây, tại vì nó bị viêm mấy cái ven á, mà mình lấy cái đá mình trồn vô nó sưng lên, không có được. À, mà chỉ cần làm thực hiện những cái điều như đây, bắt đầu với đây là nhịn ăn rồi. À, rồi mà đâu nhịn ăn mà trưa để mẹ rồi. Ngày mai, to chiều nay. Giờ đã 8 giờ nhịn nha. Rồi như vậy á là bắt đầu làm bây giờ cho tới ra Tết, nhưng mà cũng mua cái đồ mà bôn chân á, giống như cô Yến cô nói chị á, cô đừng mua thì gọi, hình như bây giờ cũng còn á, gọi điện thoại nó đem lại cho thì nói Yến gọi cho những người đó. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326 811258.